Tham mặt tòa ban về ngữ Trân Như xin kính chào quý khán giả. Sau đây là phần điểm tin trong ngày của Đài Á Châu Tự Do. Tối thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2019. Thưa quý vị, Tòa án thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra bản án 30 năm tù cho 3 người với cáo buộc mua vũ khí nhằm lật đổ chính quyền. Cụ thể, công dân Mỹ gốc Việt Michael Phương Minh Nguyễn bị tuyên 12 năm tù giam. Hai thanh niên khác là Huỳnh Đức Thanh Bình và Trần Long Phi bị tuyên lần lượt 10 năm tù và 8 năm tù giam. Ngoài ra, công dân Mỹ Michael Phương Minh Nguyễn chỉ bị trục xuất sau khi thi hành xong bản án. Hai người còn lại sẽ bị quản chế thêm 3 năm sau án tù và bị tước các quyền công dân. Luật sư Nguyễn Văn Miếng, người bào chữa cho Huỳnh Đức Thanh Bình nói với Đài Á Châu Tự Do, thì ông cho rằng cả 3 người đều bị dẫn dắt và gài bẫy vì người được cho là chủ sướng của vụ án là ông Lê Quốc Phong đã bỏ trốn ngay khi những người này bị bắt giữ và đến giờ vẫn chưa bắt được. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được các báo trong nước trích dẫn, quy kết những người này gặp nhau tại nhà ông Huỳnh Đức Thịnh ở Đồng Nai để bàn bạc, đồng thời phân công Bình Phi chuẩn bị truyền đơn bom xăng, ná bắn đá để tấn công lực lượng công an và trụ sở cơ quan nhà nước. Thưa quý vị, hồi tháng 10 năm 2018, 21 dân biểu Hoa Kỳ đã gửi thư đến Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ yêu cầu gây áp lực phía Việt Nam nhằm trả tự do cho ông Michael Phương Minh Nguyễn. Nhưng diễn biến cho thấy điều này không được chấp nhận. Phái đoàn của Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng được tham dự phiên tòa, tuy nhiên phải ngồi ở một phòng riêng để nghe xử. Thưa quý vị, phiên tòa xét xử nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Hữu Linh về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi sẽ được tiến hành vào ngày mai và là phiên xử kín. Việc xét xử kín đối với ông Linh được tòa đồng ý sau khi gia đình của cháu bé bị hại có đơn yêu cầu cũng như là xin được xét xử vắng mặt nhằm tránh ảnh hưởng đến tâm sinh lý của cháu thêm một lần nữa. Vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh có hành vi dâm ô với cháu bé trong thang máy chung cư Galaxy 9 bị lộ sau khi một video clip được tung lên mạng vào ngày 2 tháng 4 vừa qua. Người đàn ông trong video clip bị xác định là ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trước sức ép của công luận, cơ quan cảnh sát điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân quận 4 thành phố Hồ Chí Minh sau 21 ngày mới có quyết định khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Linh. Thưa quý vị, một người chết và 3 người bị thương do mưa to và sét đánh vào ngày 23 tháng 6 tại ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Trong khi đó, hai trận lũ quét xảy ra đồng loạt hôm 23 tháng 6 trên huyện Mường Tè và Nậm Nhùn thuộc tỉnh Lai Châu cũng gây thiệt hại về tài sản và hoa màu cho người dân địa phương. Theo Ban Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho biết, sau trận mưa kéo dài đêm 23 tháng 6, hai trận lũ quét xảy ra đồng loạt trên suối Hua Bum, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn và suối Nậm Xì Lường, xã Ba Vệ Sủ, huyện Mường Tè. Theo thống kê ban đầu, lũ đã cuốn trôi 4 ngôi nhà cùng nhiều tài sản của người dân. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Tè, lực lượng chức năng đang giúp dân di tản và tìm kiếm những người bị lụt cuốn trôi. Mưa lũ đã gây thiệt hại cho một số tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, nghiêm trọng nhất là tuyến quốc lộ 4H tại địa phận xã Hua Buông, huyện Nậm Nhùn. Mưa lũ đã làm sạt lở hơn 30 mét đường, gây chia cắt huyện Mường Tè với bên ngoài. Hiện Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các địa phương tăng cường rà soát các hộ dân, không để người dân ngủ tại lán nương đánh bắt cá trên sông suối. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi phần điểm tin của chúng tôi hôm nay. Quý vị cũng có thể xem toàn bộ bản tin chi tiết tổng hợp bằng cách truy cập vào YouTube OFA Tiếng Việt của Ban. Hay là quý vị vào bản tin tối mai. Mến chào và cầu chúc quý vị thật nhiều niềm vui và bình an.